Theo thống kê của Hội Tim Mạch Học Việt Nam, ước tính 48% người trưởng thành có nguy cơ mắc bệnh tăng huyết áp. Tăng huyết áp là một căn bệnh mãn tính, xuất hiện khi áp lực máu tác động lên các thành mạch cao hơn bình thường. Nếu không kịp thời chữa trị sẽ dẫn đến nhiều biến chứng nguy hiểm như suy tim, đột quỵ. Vậy có những phương pháp điều trị tăng huyết áp nào tốt nhất 2020 được các bác sĩ sử dụng? Người cao huyết áp khi được châm cứu bằng kim kết nối với điện cực sẽ giúp kiểm soát các loại hormone làm tăng huyết áp trong cơ thể, xuất phát từ Trung Quốc. Thuật châm cứu là một trong những phương pháp hiệu quả nhất để giảm đau nhức cơ thể, trị đau đầu bằng những tiến bộ y học. Thuật châm cứu được chứng minh là phương pháp trị tăng huyết áp hiệu quả, ngoài ra tác dụng thư giãn tinh thần, trị chứng mất ngủ và bảo vệ hệ tiêu hóa. Châm cứu còn giúp bệnh nhân tăng huyết áp, rèn luyện lối sống lành mạnh, vui tươi mỗi ngày. Điều trị bệnh tăng huyết áp không dùng thuốc. Đối với phương pháp điều trị không dùng thuốc, chủ yếu là sự can thiệp từ lối sống, đó là đi bộ, tập thể dục thường xuyên, chế độ dinh dưỡng hợp lý, nói không với thuốc lá, chất kích thích, giảm căng thẳng. Việc đi bộ và tập thể dục thường xuyên sẽ giúp bệnh nhân huyết áp cao, rèn luyện cơ thể tốt nhất, đồng thời tăng cường sức đề kháng cho cơ thể, cải thiện sức khỏe của tim, từ đó là giảm áp lực máu tác động lên thành động mạch. Bổ sung chế độ dinh dưỡng hợp lý như ăn nhạt, hạn chế ăn muối. Khi bạn ăn quá nhiều muối sẽ làm tăng tính thẩm thấu của màng tế bào đối với natri, khi đó sẽ gây tích nước trong tế bào, tăng trương lực thành mạch, co mạch, tăng sức cản ngoại vi và dẫn tới tăng huyết áp. Hạn chế thức uống chứa cồn, nên bổ sung nhiều thực phẩm giàu kali bằng cách thường xuyên ăn các loại rau xanh, khoai tây, cà chua, chuối, bơ, cá ngừ. Nói không với thuốc lá, bởi vì thuốc lá tăng nguy cơ gây bệnh ung thư phổi tiềm ẩn đối với bệnh tim mạch, trong đó có bệnh tăng huyết áp. Các hóa chất trong thuốc lá cũng có nguy cơ tổn thương mạch máu. Tránh xa tâm lý hồi hộp, căng thẳng, xúc động mạnh, bởi vì những cảm xúc này sẽ khiến huyết áp của bệnh nhân tăng cao. Bệnh nhân có thể điều trị tăng huyết áp bằng cách nghe các bản nhạc nhẹ, làm việc ít hơn, hoặc là nuôi một con vật nuôi. Đặc biệt bạn đừng quên giảm béo nhé. Bạn càng béo, lượng mỡ càng nhiều, nguy cơ tăng huyết áp càng cao. Người mắc bệnh cao huyết áp muốn được điều trị tốt nhất phải ở trong cân nặng được cho phép. Phương pháp điều trị có dùng thuốc. Hiện nay có khoảng 300 loại thuốc chữa cao huyết áp khác nhau. Bác sĩ sẽ căn cứ bệnh trạng cụ thể mà lựa chọn thuốc phù hợp nhất cho từng người. Người bệnh nên chấp hành theo đúng phác đồ điều trị tăng huyết áp mà bác sĩ hướng dẫn. Khi sử dụng một số loại thuốc hạ huyết áp có thể gây ra một số biến chứng như choáng váng mặt mày, thay đổi trong sinh lý. Nếu thấy xuất hiện những biến chứng này thì bệnh nhân cần liên hệ với bác sĩ. Bác sĩ có thể cắt bớt đi liều lượng dùng hoặc điều chỉnh loại thuốc khác phù hợp hơn. Tuyệt đối không được tự ý thay đổi thuốc hạ áp và liều dùng. Tăng huyết áp là một trong những căn bệnh cực kỳ nguy hiểm và số người mắc bệnh này càng ngày càng nhiều. Bất kể độ tuổi nào cũng dễ dàng mắc phải. Với bài viết phương pháp điều trị tăng huyết áp mới tốt nhất 2020 ở trên, chúng tôi hy vọng các bệnh nhân sẽ lựa chọn cho mình phương pháp điều trị bệnh hiệu quả thông qua lời khuyên, tư vấn và phác đồ điều trị tăng huyết áp của bác sĩ đưa ra để nhanh chóng đánh bay bệnh tăng huyết áp. Blog trị bệnh chúc các bạn luôn khỏe mạnh để không phải sử dụng đến thuốc. Vui lòng đăng ký theo dõi kênh để cập nhật những thông tin mới nhất từ chúng tôi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi.